đang là xã của anh Sơn hay gì đấy? Dạ. Sơn chụp phó chủ tịch của bạn anh. À, xã anh Sơn. Rất là nào anh Sơn đây. Là xã gì? Cái đi trong đây không? Đi đường trong đây. Em đi đi. Này nó thấp. Gian hàng của chúng tôi có các loại kem quận Thái Lan, kem gói Hàn Quốc, kem Hồng Quế, kem Lào, con, bánh đồng, bánh đồng, bánh đồng, bánh mai Hàn Quốc. Chương trình khai mạc lễ hội truyền thống núi voi Sơn Sóc